cái clip này để gửi cho nhóm CL Women là ngày mai thứ hai. Chúng ta xin chào mọi người nha. Ngày mai là 8 tháng 3 cũng là dịp để mà Trang Cúc Ly tri ân tất cả những khách hàng là nữ giới. Thì ngày mai Trang Cúc Ly có một cái chương trình rất là tuyệt vời, đó là sẽ chia sẻ về cuộc sống, công việc. Làm sao mà chúng ta vẫn đẹp và chúng ta vẫn nhìn thể thao tốt. Wow. Vì vậy là đề nghị là tất cả các chị em phụ nữ chúng ta hãy đến Trang Cúc Ly vào lúc 7 giờ tối ngày mai. Trang Cúc Ly sẽ không có tính phí đối với chị em nữ nha. Ok, đồng thời có những cái món quà cực kỳ hấp dẫn qua cái chuyện mà là rút thăm may mắn nữa. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhé.